Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang là chủ đề được giới trẻ tỉnh Đắk Lắk quan tâm, kể cả thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ đồng hành cùng đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, các cấp các ngành và các cơ sở đào tạo trong tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn giúp các bạn trẻ tự tin khởi nghiệp. Tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế, tài nguyên địa phương và xu thế chuyển đổi số là lớp tập huấn vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Mờ Ga phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ huyện tổ chức. Chương trình tập huấn đi sâu vào các nội dung như tìm ý tưởng đổi mới sáng tạo, lên kế hoạch kinh doanh, tìm hiểu về sàn thương mại điện tử, cách tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử cũng như cách bán hàng hiệu quả qua mạng xã hội. Tại lớp học, các thanh niên trong đó có thanh niên dân tộc thiểu số đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Em đã đúc kết được rất là nhiều điều, rất là nhiều kinh nghiệm. Với bản thân em cũng là một nhà khởi nghiệp trẻ, cũng em học hỏi được rất là nhiều điều từ thầy Tuấn. Em sẽ tiếp thu hết những kinh nghiệm mà thầy đã truyền giảng cho em để em truyền giảng lại cho các bạn đoàn viên trên địa bàn xã em ạ. Đầu tháng 10 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi và tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số. Ngày hội năm nay chú trọng vào các hoạt động tập huấn, tư vấn nhằm giúp hội viên thanh niên kết nối, học tập, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, lan tỏa phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên. Chẳng hạn như đối với lại Ban Thường vụ huyện đoàn thì hiện nay chúng tôi đang thành lập cái quỹ khởi nghiệp trong thanh niên và cũng đã hỗ trợ được cho rất là nhiều các cái mô hình khởi nghiệp của thanh niên theo cái hình thức cho các bạn vay không có lãi suất. Đối với lại mô hình cá nhân của thanh niên thì chúng tôi sẽ cho vay 20 triệu, còn đối với mô hình tổ hợp tác thanh niên thì sẽ từ 30 đến 50 triệu. Từ cái nguồn vốn quỹ khởi nghiệp của huyện đoàn, cái nguồn vốn này thì do các bạn thanh niên trên địa bàn huyện đóng góp cũng như là được hỗ trợ thêm từ cái nguồn quỹ người nghèo của huyện. Tỉnh hiện có gần 294.000 thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 30,4%. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Thông qua các hoạt động như Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, các thanh niên dân tộc thiểu số được chia sẻ, trao đổi kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng thời là không gian để trưng bày kết nối tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp. Để đồng hành với phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh nhà thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động, các phong trào để phát huy vai trò của các bạn cũng như là đồng hành thêm với các bạn trong phong trào khởi nghiệp. Thì đây có thể nói là qua phong trào này thì đã giúp cho các bạn là phát triển kinh tế của bản thân, gia đình. Thông qua đó thì góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian tới, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục định hướng hỗ trợ giúp đỡ thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số phát triển các mô hình kinh tế cho vay vốn với hình thức ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, đồng thời vận động thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, góp phần cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.